truyền dạy lại cho chúng ta. Về 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 về. Nhanh 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 nào bạn ơi, mau 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 lại đến chơi, chơi 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 dân gian nhé, ta cùng nhau vui ca. Bao nhiêu là tinh hoa của trang từ xa xưa để cho thế hệ chúng ta. Chào tất cả các em. Các em ơi, chị rất vui khi lại được gặp các em trong chương trình Tìm về trò chơi dân gian của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Các em thân mến, cứ mỗi dịp phát sóng là chương trình lại mong muốn đem đến cho các em những trò chơi hết sức thú vị, bổ ích và phù hợp với lứa tuổi. Trong chương trình ngày hôm nay thì chị cũng sẽ cùng với các em chơi những trò chơi dân gian hết sức bổ ích và hy vọng là các em sẽ thích. Trước khi đến với trò chơi thì đầu tiên chúng ta hãy cùng làm quen với hai đội chơi trong chương trình ngày hôm nay. Đầu tiên, phía bên tay phải của chị là đội gà con và phía bên tay trái của chị là đội chim sâu. Vậy thì ngay bây giờ, chúng ta hãy để hai đội chơi tự giới thiệu về đội chơi của mình nhá. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Khánh Linh, năm nay mình 8 tuổi, mình ở đội gà con. Xin chào các bạn, tớ tên là Ngọc Anh, năm nay tớ 6 tuổi, tớ ở đội gà con. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Hà Di Phúc, năm nay mình 10 tuổi. Mình đến từ đội gà con. Xin chào tất cả các bạn, mình là Hoàng Quân, năm nay 8 tuổi. Mình là đội gà con. Đội gà con tiến lên. Yeah! Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Hà Liên, năm nay mình 5 tuổi, mình đến từ đội chim sâu. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Bùi Gia Nhân, năm nay mình 6 tuổi, mình đến từ đội chim sâu. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Mã Triệu Vũ, năm nay mình 8 tuổi, mình ở đội chim sâu. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Trầu Tuệ Sa, năm nay mình 8 tuổi, mình ở đội chim sâu. Đội chim sâu chiến thắng đây! Yeah! Vừa rồi thì chúng ta đã làm quen với hai đội chơi, đó là đội gà con và đội chim sâu. Ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng bước vào trò chơi thứ nhất trong chương trình ngày hôm nay. Đó chính là trò chơi ném vòng cổ vịt. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu luật chơi để tìm ra đội chiến thắng trong trò chơi này nhé. Trên một khu đất hoặc bãi sân có để những vòng tròn và cuối những vòng tròn đó để một con vịt. Người chơi sau khi nhảy qua các vòng tròn đến vạch quy định và ném sao cho chiếc vòng ngoắc được vào cổ vịt, không được cúi rạp mình và chạm tay vào con vịt. Trong thời gian quy định 5 phút, đội nào ném được nhiều vòng rơi mắc vào cổ vịt nhiều hơn thì sẽ chiến thắng. Em ơi, như các em thấy thì ở đây chị đã có những chiếc vòng rất là nhiều màu sắc như thế này. Và trong trò chơi này thì nhiệm vụ của các em đó là từng đội sẽ xếp thành hàng dọc ở phía bên này. Các em đã thấy chưa nào? Đây sẽ là vị trí xuất phát. Và mỗi lượt chơi thì từng thành viên của đội sẽ lấy một chiếc vòng. Chúng ta sẽ nhảy qua các chướng ngại vật, đó chính là những chiếc vòng to ở đây. Và khi nào mà các em nhảy đến cái vòng cuối cùng này thì các em sẽ phải đứng lại và ném chiếc vòng nhỏ vào cổ của chú vịt kia. Các em hiểu chưa nào? Và nếu như mà bạn nào ấy ném vào những cái chú vịt đó thì chúng ta sẽ được tính điểm. Còn bạn nào mà ném ra ngoài thì chúng ta sẽ không được tính điểm nhá. Và các em lưu ý là khi mà ném ấy thì các em không được cúi người quá là vớn ra phía con vịt đấy. Các em hiểu không nào? Như thế là chúng ta đã bị phạm luật rồi. Các em chỉ được đứng thẳng và ném thôi, được chưa nào? Nếu mà trong thời gian mà khi nào mà ném hết số vòng này, đội nào mà có nhiều bạn ném được nhiều chiếc vòng vào cổ chú vịt kia hơn thì đội đó là đội chiến thắng. Được chưa nào? Các em đã hiểu rõ luật chơi chưa nhỉ? Rồi ạ. Được rồi, vậy thì bây giờ chị sẽ cho hai đội chơi ở phần chơi này nhá. Bây giờ không biết là đội nào muốn chơi trước nhỉ?
này có vẻ nhiều bạn giơ tay hơn. Được rồi, chị sẽ cho đội chim sâu, đúng không nào? Được rồi, xin mời đội chim sâu vào vị trí. Đây, chị đã có những chiếc vòng như thế này nhá. Rồi, xin mời đội gà con, Kem đứng lên đây. Kem đã sẵn sàng chưa nào? Rồi ạ. Chúng ta bắt đầu nhá. Kem đã hiểu rõ luật chơi rồi thì chúng ta phải thật bình tĩnh nhá. Bởi vì trò chơi này thì rất là cần sự khéo léo. Kem phải thật bình tĩnh nhá. 3, 2, 1, bắt đầu. Kem ơi, chúng ta cổ vũ cho các bạn nào. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Bạn tiếp theo nào. Nào Kem ơi, chúng ta cổ vũ cho đội của mình nhá. Cố lên, không được rồi. Nào bạn tiếp theo nào, thật là nhanh nào. Thật là bình tĩnh nhá. Chúng ta phải nhắm thật chuẩn. Bình tĩnh nào. Rồi, đúng rồi, tiếp theo. Vậy là chúng ta đã có một chiếc vòng rồi đấy. Khi mà chạy về thì chúng ta sẽ chạy ra bên ngoài nhá. Thật là bình tĩnh. À, không được rồi. Chúng ta sẽ đi ra bên ngoài. Nào, chúng ta đi ra bên ngoài. Rồi, bạn tiếp theo. Thật là bình tĩnh nhá. Không được rồi. Mặc dù là chiếc vòng đã vào cổ vịt nhưng mà nó lại bị nảy ra mất rồi, đúng không nào? Chúng ta phải thật là bình tĩnh nào. Không được rồi. Chị nghĩ là các em phải ném nhẹ hơn nữa, bởi vì chúng ta ném hơi mạnh rồi đấy. Bạn nam này thì đã giành được một chiếc vòng rồi. Không biết là lần này thì bạn ấy có giành được. Ô, lại một chiếc vòng nữa. Chúng ta sẽ đi ra ngoài rồi. Bạn tiếp theo. Tiếp theo, bạn tiếp theo nào. Chúng ta đã có 2 chiếc vòng rồi. Rất chính xác, 3 chiếc vòng. Nào, cố lên nào. Bình tĩnh nha, bình tĩnh. Có vẻ như qua vài lần ném thì các bạn đã có chiến thuật rồi đấy. Không được nữa rồi. Chúng ta phải ném nhẹ hơn nữa. Không biết lần này bạn nam còn ném lại trúng rồi. Rất là giỏi đấy nhá. Chiếc vòng cuối cùng nào. Không được rồi. Các em ạ, vậy là chúng ta đã kết thúc phần chơi của đội chim sâu. Ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng đếm xem là đội chim sâu có bao nhiêu chiếc vòng lọt vào chú vịt kia nhá. Bây giờ thì ở những chiếc vòng này thì chị sẽ không tính, chị sẽ bỏ ra một bên này. Rồi, bây giờ chúng ta hãy cùng đếm nhá. 1 2 3 4. Vậy là đội chim sâu đã rất xuất sắc dành cho đội mình được 4 chiếc vòng. Xin chúc mừng đội chim sâu. Kem ơi, vậy là vừa rồi thì đội chim sâu đã dành cho mình 4 chiếc vòng. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với đội gà con, đúng không nào? Vậy thì vừa rồi các em đã nhìn thấy các bạn ném được những chiếc vòng rất là khéo léo rồi. Chắc hẳn là các em đã có chiến thuật rồi, đúng không nào? Bây giờ chúng ta đã sẵn sàng đến với phần chơi của đội mình chưa? Rồi ạ. Được rồi, chúng ta sẽ bắt đầu vào vị trí ngay bây giờ nhá. Rồi, xin mời các em vào vị trí. Các em đã sẵn sàng chưa nào? Rồi ạ. Chà, chị nghe thấy rồi, rất là to rồi đấy. Bây giờ chúng ta bắt đầu nhá. 3, 2, 1, bắt đầu. Cố lên, cố lên, cố lên. Thật bình tĩnh, các em lại ném hơi mạnh rồi. Chúng ta cổ vũ vỗ tay cho các bạn nhá. Bình tĩnh nào. Đúng rồi. Chà, không được nữa rồi. Chúng ta phải cần một lực nhiều hơn như thế nữa. Bình tĩnh nhá, bình tĩnh. Đúng rồi, chiếc vòng thứ hai, chiếc vòng thứ hai. Các bạn tiếp theo nào. Thật là khéo léo nào. Không được rồi. Em phải lưu ý là chúng ta phải nhảy bằng 2 chân nhá. Nếu như mà chúng ta nhảy một chân thì cũng không được tính đâu nhá. Nhảy 2 chân nào, đúng rồi. Rất là bình tĩnh. Rồi, bình tĩnh nào. À, vậy là bây giờ đội gà con đã hoàn thành xong phần thi của mình rồi, đúng không nào? Chị quan sát thì chị thấy là chúng ta có khá là nhiều vòng rồi. Nhưng mà để xem là bây giờ chúng ta có chính xác là bao nhiêu chiếc vòng nhá. Chúng ta hãy cùng đếm cùng với chị nhá. Nào, bây giờ chị sẽ loại bỏ những chiếc vòng không vào củ vịt sang một bên. Rồi, và đây chị có những chiếc vòng ở trong chú vịt. Chúng ta sẽ cùng đếm nào. 1 2 3
4, 5. Vậy là đội gà con đã xuất sắc hơn. Chỉ một chiếc vòng thôi nhưng mà đã đem đến cho đội gà con phần chiến thắng trong trò chơi này. Xin chúc mừng đội gà con. Các bạn, vậy thì kết thúc lượt chơi thứ nhất vừa rồi thì đội thắng cuộc chính là đội gà con. Vậy thì đến với lượt chơi thứ hai, chị sẽ cho các em 1 phút để hội ý chiến thuật được không nào? Để chúng ta nghĩ ra những cái chiến thuật thật là đặc sắc để làm thế nào đó mà cho những chiếc vòng này vào chú vịt kia một cách dễ dàng hơn. Được chưa nào? Vậy thì ngay bây giờ chúng ta sẽ có 1 phút chiến thuật nha. 1 phút của các em bắt đầu. Nào, chúng ta sẽ cùng hội ý nào. Không biết là đội chim sâu và đội gà con sẽ có những phần hội... thì chắc là các em đã hội ý được rất là nhiều những cái chiến thuật rồi đúng không nào? Vậy thì chị tin là trong lượt chơi thứ hai các em sẽ có cơ hội ném được nhiều chiếc vòng vào chú vịt kia hơn. Thì ngay bây giờ chúng ta hãy đến với lượt chơi thứ hai nhá. Vừa nãy thì chị đã cho đội chim sâu thi trước rồi đúng không nào? Trong lượt chơi này thì chị sẽ cho đội gà con chơi trước nhá. Các em có đồng ý không nào? Có. Được rồi, rất là tự tin. Chúng ta sẽ vào vị trí nào. Xin mời các em vào vị trí. Chúng ta đứng lùi xuống một chút nào. Vừa rồi thì các em đã giành được một lượt chiến thắng rồi. Không biết là trong lượt chơi này thì chúng ta có may mắn như vừa rồi không? Vậy thì các em đã sẵn sàng chưa nào? Rồi ạ. 3, 2, 1, bắt đầu. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Một chiếc vòng đầu tiên rất xuất sắc. Không được rồi, tiếp theo bạn tiếp theo. Chiến thuật vừa rồi rất là có ích đây. Bình tĩnh nào. Rất là chính xác. Đội gà con rất là khéo léo, kỹ năng rất là tốt. Chà, từ nãy đến giờ chị thấy có rất là nhiều vòng rồi đấy. Không được rồi, chúng ta phải nhẹ hơn một chút nữa đúng không nào. Chính xác, chính xác. Bạn tiếp theo. Rồi, chính xác. Tiếp theo nào. Chúng ta hơi mạnh tay một chút. Không được rồi. Tiếp theo. Bình tĩnh nha. Rồi, chính xác. Tiếp theo nào. Bạn Nam cuối cùng nào. Thật là bình tĩnh nào để xem chúng ta có ghi điểm nào. Vậy là phần chơi của đội gà con đã kết thúc rồi. Theo như chị quan sát thì chúng ta lại có rất là nhiều vòng rồi. Chúng ta sẽ bắt đầu đếm số vòng trong lượt chơi này nhá. Các em ạ, ở trong con vịt này là có ngần này chiếc vòng. Vậy thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đếm xem là trong lượt chơi này thì đội gà con dành cho mình bao nhiêu chiếc vòng nhá. 1 2 3 4 5 6 7 Chà, trong lượt chơi này thì chị cảm thấy là đội gà con giành được 7 chiếc vòng. Thật là xuất sắc đúng không nào? Xin chúc mừng các em. Các em ơi, vậy là vừa rồi thì đội gà con đã giành được 7 chiếc vòng. Rất là xuất sắc đúng không nào? Các em có cảm thấy là tự tin cho đội mình không ạ? Hay là có cảm thấy là đội này quá là mạnh hay không? Các em thấy như thế nào? Chúng ta có tự tin không nào? Có. Có vẻ như là có hơi bé đúng không nào? Chị hy vọng là sau cái lượt hội ý chiến thuật vừa rồi thì chúng ta đã có nhiều kỹ năng hơn lượt chơi lần trước. Rồi, chúc các em may mắn nha. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đến với lượt chơi thứ hai. Các em đã sẵn sàng chưa nào? Rồi ạ. 3, 2, 1, bắt đầu. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Chúng ta vỗ tay cổ vũ cho các bạn nha. Rồi, một chiếc vòng đầu tiên rất là xuất sắc, rất nhanh chóng. Chiếc vòng đầu tiên. Bình tĩnh nào. Hơi mạnh một chút. Mặc dù chiếc vòng đã vào rồi nhưng mà lại bị bật ra. Chúng ta phải nhẹ một chút. Hơi đáng tiếc đúng không nào. Rồi, rất là chính xác. Bình tĩnh nha, thật là bình tĩnh. Chúng ta không phải gì để vội vàng cả. Hơi tiếc một chút nữa.
thật là khéo léo nào. Không được rồi, chúng ta vẫn hơi mạnh tay. Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào. Vẫn không được rồi, lượt thứ hai. Hơi mạnh rồi. Cố lên nào, cố lên nào. Rồi, rất là chính xác. Đúng rồi, chúng ta phải nhẹ lực đi hơn một chút nữa. Thật là khéo léo nha các em nha. Chúng ta cần căn chuẩn một chút nữa. Theo chị là như vậy đấy. Bình tĩnh nào. Rồi, rất là chính xác. Không được nữa rồi, 3 lần rồi. Nhưng mà có vẻ may mắn không đến với chúng ta rồi. Rồi, chính xác. Chiếc vòng cuối cùng nào, thật là bình tĩnh nào. Không được rồi, chiếc vòng chưa tới. Vừa rồi thì đội chim sâu đã hoàn thành phần thi của mình. Vậy thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đếm xem là đội chim sâu có bao nhiêu chiếc vòng nhá. Ở đây chị đã có những chiếc vòng mà các em đã ném vào chú vịt nào. 1 2 3 4 5. Lần này thì đội chim sâu đã dành cho đội mình nhiều hơn lượt chơi trước một chiếc vòng. Vậy là các em cũng đã rất là xuất sắc rồi đúng không nào? Xin chúc mừng tất cả các em. Các em thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã kết thúc trò chơi thứ nhất với tỷ số là 2-0 nghiêng về đội gà con. Xin chúc mừng đội gà con một lần nữa. Vậy thì ngay bây giờ chị sẽ cùng với các em đến với trò chơi thứ hai trong trình ngày hôm nay. Đây là một trò chơi dân gian rất là quen thuộc. Và trò chơi này không những là các em phải cần có trí nhớ này, sự đoàn kết này và phải có sự nhạy bén nữa. Đó chính là trò chơi rung răng rung rẻ. Chắc hẳn là các em đã thấy quen thuộc rồi đúng không nào? Vậy thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu luật chơi để tìm xem là lần này thì đội gà con hay là đội chim sâu sẽ giành được chiến thắng nha. Luật chơi xếp các vòng tròn nhỏ trên đất. Số lượng vòng tròn ít hơn số người chơi một vòng, cả hai đội sẽ cùng tham gia chơi trò chơi này. Khi các bạn nắm tay nhau tạo thành một hàng đi quanh các vòng tròn và cùng đọc rung răng rung rẻ, dắt trẻ đi chơi, đến cổng nhà chơi, lạy cậu, lạy mợ, cho cháu về quê, cho dê đi học, cho cóc ở nhà, cho gà bới bếp, u a u ập, ngồi sập xuống đây. Khi đọc đến hết chữ đây, các bạn chơi nhanh chóng tìm một vòng tròn và ngồi xuống. Sẽ có một bạn không có vòng tròn để ngồi, tiếp tục bỏ vòng tròn và chơi như trên. Lại sẽ có một bạn không có vòng tròn để ngồi. Trò chơi tiếp tục khi chỉ còn một người, đó là thành viên của đội nào thì đó là đội giành chiến thắng. Các em thân mến, như các em nhìn thấy ở đây thì chị đã có những chiếc vòng này. Bây giờ chúng ta hãy cùng với chị đọc từng câu để học thuộc cái bài đồng dao đấy nhá. Bây giờ chị sẽ đọc từng câu một, sau đó các em sẽ đọc theo chị được không nào? Bây giờ chị bắt đầu này. Rung răng rung rẻ. Rung răng rung rẻ. Dắt trẻ đi chơi. Dắt trẻ đi chơi. Đến cổng nhà trời. Đến cổng nhà trời. Lạy cậu lạy mợ. Lạy cậu lạy mợ. Cho cháu về quê. Cho cháu về quê. Cho dê đi học. Cho dê đi học. Cho cóc ở nhà. Cho cóc ở nhà. Cho gà bới bếp. Cho gà bới bếp. U a u ập. U a u ập. Ngồi sập xuống đây. Ngồi sập xuống đây. Rồi, bây giờ thì các em hãy cùng với chị nha, đọc lại từ đầu cho đến cuối bài thơ để xem chúng ta có thuộc hay không nha. Chúng ta phải đọc thật to và thật là rõ ràng nha. Rung răng rung rẻ, dắt trẻ đi chơi, đến cổng nhà trời, lạy cậu lạy mợ, cho cháu về quê, cho dê đi học, cho cóc ở nhà, cho gà bới bếp, u a u ập, ngồi sập cửa sổ. Giờ chúng ta sẽ cùng bước vào lượt chơi đầu tiên ngay bây giờ, được chưa nào? Rồi, bây giờ chị sẽ cho các em xếp so le nhau đi nhá. Chúng ta sẽ so le các đội với nhau để đi quanh chiếc vòng tròn này, được chưa nào? Khi mà đọc kết thúc bài đến từ đây là chúng ta phải lập tức nhảy vào cái ô này nhá. Rồi, bây giờ chị sẽ xếp nào. Rồi, bạn tiếp theo, chúng ta sẽ chen vào đây. Rồi, ok. Nào, bạn tiếp theo của đội. Rồi. Đừng xuống.
Đây, chúng ta sẽ đứng sau bạn này. Đây. Tiếp theo đúng không? Ok, chúng ta đã có một hàng như thế này rồi. Em lưu ý là chúng ta sẽ đi vòng quanh chiếc vòng tròn này nhá. Chúng ta cứ đi vòng tròn. Khi nào đọc hết bài thì các em sẽ phải nhảy vào chiếc vòng, một chiếc vòng nào đó. Chúng ta phải thật là nhanh chân nhá, bởi vì khi mà chúng ta không nhảy được vào chiếc vòng nào thì chúng ta sẽ bị loạn, được chưa nào? Bây giờ các em đã sẵn sàng chưa? Rồi ạ. Chúng ta đọc thật to nhá, bởi vì là bạn nào mà đọc không thuộc hoặc là không đọc thì chị sẽ lập tức loại ngay, được chưa nào? Chúng ta bắt đầu nhá. 3, 2, 1, bắt đầu. Rung răng rung rẻ, dắt trẻ đi chơi, đến cổng nhà chơi. Thật là chú ý nha, bởi vì khi mà gần hết câu chúng ta phải nhảy vào chiếc vòng nha. Cho gà bới bếp. Chuẩn bị nào, chuẩn bị nào. Ngồi sập xuống đây. Vòng đâu, à, chị có một chiếc vòng, chị có một chiếc vòng, nhanh chân. Không được rồi, được rồi, vậy là chị đã phát hiện ra bạn nam này hình như là ở đội chim sâu đúng không nào? Đúng rồi, vậy thì chúng ta đã không nhanh chân, không may mắn trong vòng chơi này rồi, xin mời em đứng ra ngoài. Rồi các bạn, tiếp theo chúng ta lại ra khỏi vòng tròn và đi như vậy nhá. Vừa rồi thì đã bị loại một bạn rồi, chính vì vậy chị sẽ bỏ bớt đi một chiếc vòng nhá. Rồi, ở đây chúng ta chỉ còn 6 chiếc vòng thôi. Tiếp theo, chúng ta sẽ bắt đầu đọc nhá. Nào, 3, 2, 1, bắt đầu. Rung răng rung rẻ, dắt trẻ đi chơi. Đọc thật to, đọc thật to nào. Bạn nào không đọc sẽ bị loại nhá. Cho cháu về quê, cho dê đi học, cho cóc ở nhà, cho gà bới bếp, u a u ập, ngồi sập xuống đây. Đâu rồi, vòng đâu rồi? Các bạn. Rất là nhanh chân. Rồi, vậy là bạn nữ này đã bị loại ở lượt thứ hai. Không may mắn cho hai bạn này rồi. Có vẻ như là các bạn ở đây đều là các bạn lớn hơn, rất là giỏi. Vậy thì một lần nữa chị phải cất một chiếc vòng nữa đi rồi. Chúng ta bắt đầu nào. 3, 2, 1, bắt đầu. Rung răng rung rẻ, đọc thật to nào. Dắt trẻ đi chơi, đến vòng nhà chơi. Lạy cậu lạy mợ, cho cháu về quê, cho dê đi. Chú ý nào, chú ý nào. Cho cóc ở nhà, cho gà bới bếp, u a u ập, ngồi sập xuống đây. Vậy là chị đã quan sát được một bạn nữ. Em hơi chậm chân được một chút đúng nào. Không sao, không sao cả. Chúng ta sẽ cùng ở đây để chờ các bạn xem là đội của mình hay là đội của bạn sẽ giành chiến thắng nha. Rồi, bốn bạn rất là xuất sắc. Theo nào, chả có vẻ như là các em cảm thấy hồi hộp lắm đúng không nào? Và còn 3 chiếc vòng. Thật là bình tĩnh nha, bình tĩnh. Chúng ta phải thật khéo léo và nhanh chân. Được chưa nào? Chúng ta bắt đầu nha. 3, 2, 1, bắt đầu. Rung răng rung rẻ, dắt trẻ đi chơi, đến vòng nhà chơi, lạy cậu lạy mợ, cho cháu về quê, cho dê đi học, cho cóc ở nhà, cho gà bới bếp, u a u ập, ngồi sập xuống đây. À, chị đã quan sát được rồi, chị đã thấy là bạn nam này vào trước. Và chính vì vậy bạn đang được kính sẽ phải ra ngoài, được chưa nào? Rồi, rất là nhanh chân. Ở đây thì chị còn 3 bạn. Một lần nữa lại là 2 bạn ở đội chim sâu và 1 bạn đội gà con. Không biết là lần này thì kết quả sẽ như thế nào đây. Chúng ta bắt đầu nha. 3, 2, 1, bắt đầu. Rung răng rung rẻ, rất là căng thẳng đây. Vẫn là 3 bạn này trời, nhưng mà không biết là lần này 2 chiếc vòng này sẽ thuộc về ai. Cho cháu về quê, cho dê đi học, cho cóc ở nhà, cho gà bới bếp, u a u ập. À, vậy lần này rất rõ ràng. Vậy thì ở đây chúng ta còn 2 bạn, 2 đội khác nhau. Còn 2 bạn, chị sẽ rút đi một chiếc vòng. Và chúng ta còn 1 chiếc vòng duy nhất. Rồi, bây giờ chúng ta phải cổ vũ thật to cho hai bạn nha. Hai bạn nữ rất là xuất sắc rồi. Các em có thấy căng thẳng không nào? Em có tự tin không? Thế
còn em? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đến vào lượt chơi cuối cùng nhá. 3, 2, 1, bắt đầu. Rung răng rung rẻ, dắt trẻ đi chơi, đến cổng nhà trời, lạy cậu lạy mẹ. Ai nhanh chân hơn thì người đó thắng và đem về phần thắng cho cả đội mình nữa. Cho cóc ở nhà. Thật nhanh chân nha. Chú ý này, chú ý câu cuối cùng này. Vậy là đội chim sâu một lần nữa lại thắng cuộc trong trò chơi này. Xin chúc mừng đội chim sâu. Kem thân mến, trong hai trò chơi vừa rồi thì cả hai đội chúng ta rất là ngang tài ngang sức. Ở phần chơi đầu tiên thì đội gà con đã giành được tỷ số 2-0 và tương tự cũng đối với trò chơi thứ hai thì đội chim sâu cũng đã giành được tỷ số 2-0. Chính vì vậy cả hai đội đều là đội chiến thắng. Vậy thì ngay bây giờ chị sẽ trao cho các em những phần quà nhỏ từ chương trình nha. Em thân mến, chương trình Tìm về trò chơi dân gian của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang sẽ khép lại tại đây. Và hy vọng qua mỗi chương trình thì các em đã có những giờ phút thư giãn thật là thoải mái sau những giờ học căng thẳng. Và chị hy vọng là các em luôn theo dõi chương trình và cùng với bạn bè của mình chơi những trò chơi dân gian hết sức thú vị và bổ ích như thế này. Chị cũng muốn thông báo với các bạn nhỏ muốn tham gia chương trình bằng cách là các em đăng ký tham gia, lập đội chơi, mỗi đội khoảng 4 đến 5 thành viên. Trong đơn đăng ký thì các em cần ghi rõ họ tên của từng thành viên cũng như là tên đội chơi. Đơn đăng ký các em hãy gửi về địa chỉ chương trình Tìm về trò chơi dân gian, phòng văn nghệ và giải trí, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang hoặc liên hệ trực tiếp tới số điện thoại 0965 029 299. Nào các em ơi, bây giờ chúng ta hãy cùng chào tạm biệt các bạn khán giả đang theo dõi truyền hình nha. Chào tạm biệt.